kem dưỡng body bạch ngọc liên hai trong một là giải pháp hoàn hảo cho làn da trắng mịn, rạng rỡ mà mọi người ao ước. Với công thức đặc biệt từ thiên nhiên, kem không chỉ làm trắng da toàn thân mà còn nuôi dưỡng, ngăn ngừa lão hóa, giữ cho da luôn tươi trẻ và mịn màng. Đối với làn da trẻ, kem mang lại vẻ quyến rũ, tươi sáng. Còn đối với người lớn tuổi, bạch ngọc liên làm mờ các đốm nâu, đồi mồi, giúp da trở nên trắng đẹp, đều màu. Sau một tuần sử dụng, bạn sẽ thấy làn da mình trắng lên rõ rệt, mịn màng hơn nhờ vào những dưỡng chất an toàn, tự nhiên trong sản phẩm. Bạch ngọc liên không chỉ là kem dưỡng mà còn là bí quyết giữ gìn nét thanh xuân cho làn da của bạn. Tuy nhiên, kem có thể hơi bết dít và gây rạn da ở một số người. Để giảm sự bết dít và tránh rạn da, bạn nên trộn kem bạch ngọc liên với kem dưỡng thể khác như vaseline. Điều này sẽ giúp kem thẩm thấu tốt hơn, mang lại cảm giác dễ chịu hơn khi sử dụng, đồng thời hạn chế hiện tượng rạn da như một số người gặp phải. Sữa dưỡng thể trắng da vaseline mang đến nhiều lợi ích vượt trội cho làn da. Sản phẩm đặc biệt hiệu quả trong việc phục hồi và làm sáng da, đều màu. Ngoài ra, em này còn giúp cải thiện làn da khô sần sùi, thiếu nước, làm da trở nên mềm mại và căng mọng. Với khả năng dưỡng ẩm tối ưu, sản phẩm giúp da duy trì độ ẩm suốt đêm, mang lại làn da sáng mịn và rạng rỡ vào mỗi buổi sáng. Đặc biệt, sữa dưỡng thể này còn giúp giảm các vết thâm trên cơ thể và cải thiện độ đàn hồi của da, mang lại vẻ ngoài tươi trẻ, tự tin cho người sử dụng. Với kết cấu nhẹ nhàng, không bết dít, mùi thơm dễ chịu, sản phẩm mang lại cảm giác dễ chịu và thư giãn mỗi khi sử dụng. Khi trộn với kem bạch ngọc liên, đây là sự kết hợp hoàn hảo cho da nhạy cảm, không bị bết dít và hạn chế tình trạng rạn da so với khi dùng riêng kem bạch ngọc liên. Việc trộn bạch ngọc liên với vaseline đang trở thành xu hướng chăm sóc da, được nhiều người ưa chuộng vì nhiều lý do thuyết phục như sau. Vaseline, với khả năng giữ ẩm tuyệt vời, tạo ra một lớp màng bảo vệ da khỏi mất nước và tác động xấu từ môi trường. Khi kết hợp với bạch ngọc liên, vốn giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính làm dịu, hỗn hợp này không chỉ giúp dưỡng ẩm mà còn bảo vệ và tái tạo da hiệu quả. Nhiều người dùng đã chia sẻ rằng sau một thời gian sử dụng họ thấy làn da của mình trở nên mềm mại, sáng hơn và đều màu hơn. Bạch ngọc liên giúp giảm viêm và kích thích quá trình tái tạo da, còn vaseline giúp giữ ẩm và bảo vệ lớp màng tự nhiên của da. Sự kết hợp này đặc biệt hữu ích cho những ai có làn da khô, nhạy cảm hoặc bị tổn thương. Ngoài ra, việc trộn kem bạch ngọc liên và vaseline mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho làn da. Kem bạch ngọc liên giúp làm trắng và nuôi dưỡng da nhanh chóng, nhưng có thể gây bết dít và giãn da ở một số người. Khi kết hợp với vaseline, sản phẩm bổ sung độ ẩm, giúp da mềm mại, mịn màng và không bị bết dít. Vaseline cũng có mùi thơm dễ chịu và khả năng thẩm thấu nhanh, giúp kem bạch ngọc liên thẩm thấu tốt hơn, tối ưu hóa hiệu quả dưỡng trắng và ngăn ngừa giãn da, mang lại làn da sáng mịn và tươi trẻ. Nếu bạn muốn thử nghiệm sự kết hợp giữa bạch ngọc liên và vaseline, hãy làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, chuẩn bị vaseline và chất xuất bạch ngọc liên, có thể mua tại cửa hàng mỹ phẩm hoặc trực tuyến. Thường bạn sẽ nên trộn hết cả một hộp kem bạch ngọc liên với một tuýp vaseline 10x hoặc 50x. Bạn có thể dùng mũ trộn thật kỹ hoặc dùng máy đánh trứng để trộn có thể thêm kem hoặc bột kích trắng vào để cho da được trắng nhanh hơn. Khi mới thoa lên da, bạn sẽ cảm nhận được sự dưỡng ẩm sâu từ vaseline. Ban đầu, bạch ngọc liên có thể gây cảm giác hơi rít, nhưng khi kết hợp với vaseline, hỗn hợp trở nên mịn màng hơn và không gây bết rít. Vaseline giúp hỗn hợp thẩm thấu nhanh hơn và có mùi dễ chịu, đồng thời giảm thiểu tình trạng lộ vân kem trên da. Sau một thời gian sử dụng đều đặn, bạn sẽ nhận thấy làn da trở nên mềm mại, sáng và đều màu hơn các vùng da khô, nứt nẻ được phục hồi hiệu quả, da trở nên mịn màng và khỏe mạnh hơn. Hỗn hợp này không chỉ dưỡng ẩm mà còn bảo vệ và tái tạo da, mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu mỗi ngày. Sự kết hợp giữa bạch ngọc liên và vaseline là một phương pháp chăm sóc da tự nhiên và hiệu quả cho những người có các vấn đề về da khô, nhạy cảm và viêm đỏ. Đối với làn da khô và mất nước, vaseline cung cấp độ ẩm sâu và bảo vệ, trong khi bạch ngọc liên làm dịu và tái tạo da. Người có làn da nhạy cảm và dễ kích ứng cũng có thể an tâm sử dụng vì tính nhẹ nhàng và tự nhiên của Bạch Ngọc Liên. Đặc biệt, tính chất làm dịu và giảm viêm của Bạch Ngọc Liên làm cho sự kết hợp này trở nên lý tưởng cho những người có da bị viêm và đỏ. Hãy cho làn da của bạn một chút yêu thương và chăm sóc cần thiết với sự kết hợp này. Nếu bạn đang trong quá trình chăm sóc da và gặp phải vấn đề về da dầu, mụn trứng cá hoặc kích ứng da, hãy cân nhắc trước khi sử dụng sự kết hợp này. Da dầu có thể không hợp lý với Vaseline và Bạch Ngọc Liên, dễ gây tắc nghẽn lỗ chân lông và làm tăng nguy cơ mụn trứng cá. Đặc biệt sự sáng tạo của bạn đang bị mụn trứng cá, việc sử dụng vaseline trên khuôn mặt có thể gây ra nhiều vấn đề hơn. Đừng lo lắng, luôn có những lựa chọn khác phù hợp với làn da của bạn. Hãy tìm kiếm sự tư vấn của các chuyên gia và chọn lựa thông minh để làn da của bạn luôn dạng người. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.